Laura Ingalls Wilder, nhà văn nổi tiếng người Mỹ, là người đã viết cuốn tiểu thuyết mang tên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện có thật, ghi lại thực tế cuộc sống của chính gia đình nhà văn trong bối cảnh nước Mỹ những năm cuối thế kỷ 19. Cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng cùng tên với nhân vật chính Laura Ingalls Wilder, do diễn viên Melissa Gibber thủ vai. Melissa đã vào vai nhà văn từ khi cô mới lên 8 đến khi cô 18 tuổi. Vai diễn cô bé Laura thông minh, nhanh trí, giàu tình cảm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Mời quý khán giả đón xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh VTC3 HD.